Đẹp nha, đẹp nha. Tàu cái nha anh em. Tàu cái. Thằng khô thì không có xài chân nào hết trơn, thấy không? Mới sơn lại nha. Đẹp quá. 1600 mét mấy. Em này dài 25-26 mét nha. Mẫu này thì đóng cũng hơn 10 năm rồi nha. Hơn 10 năm rồi. Bộ lưỡi inox. Cabin là 2,5 tầng đó. Màu cabin này thì mình thấy nó đẹp nha. Tại vì đóng ở trên đó là nó lấn ra phía trước hơn đó. Ở trên có làm lan can nữa. Nhìn cũng khá là ngầu ha. Xài xa nha, xa đơn. Tàu đực phía sau. Tàu cái nha. Tàu đực của nó đây nha. KR95919TS 5 mét mấy ngang. Không có sàn khô, cabin 2 tầng. Bu lửa inox. Xa đơn. Em này dài thì cũng cỡ 20 mét đổ lại nha. 20 mét đổ lại. Hôm nay mùng 10 rồi. 12 cũng còn chạy nữa mà chạy ít. Mùng 10 này chạy là muốn hết luôn đó. Cái chiếc này hình như làm thu mua nè. Không phải tàu tải nè, hai người đó đó. Dán ghe này của miền Trung. Miền Trung là Bến Tre đây. Giống Bến Tre quá. Tàu cái nha anh em. Ủa nó chạy hướng này. Wow, mới sơn lại luôn. Trung đòn nha. Mà này thì xài hai chân trụ cabin là ống kẽm đắp keo chính giữa. Vậy nó đỡ quằn ha. 6 mét mấy ngang nha. Bù gió anh thiết kế cũng ngộ quá. Hấp mấy ngang. Xài xa đơn. Dài cũng 25-26 mét luôn đó. Sơn cái sàn khô cũng ngộ nữa trời. Tấm sơn màu xanh luôn. Sơn khác màu thiệt chứ. Bởi vậy chẳng ai giống ai. Quay thể loại tàu cá này nhiều cái nó cũng thú vị ha. Tàu đực nó nha. 5 mét mấy ngang. Tàu biển có 2 tầng à. Dài có 20 mét đổ lại. Chứ đó tàu cá nha quý vị.
hay đó, đẹp lắm. Hôm qua là mình đứng trên chiếc này mình quay nha. Hôm nay mấy anh chạy biển à, để xuất hành đầu năm. Tàu cái nha, quá khẩm rồi. Em này đời cũ, mũi không được cao, cabin 3 tầng nha, tầng phô 2 chân, tại xa. Em này cũng cỡ 6 mét đổ lại nha quý vị. Cabin 3 tầng còn làm lan can trên đó nữa, nhìn nó cao cabin ha. Cái này cái nha. Kéo sóng. Tàu đực của nó đây, tàu đực nó đây. Còn phía sau tàu cái nha, mẫu đời mới nha. Wow. Dài 27 28 mét đó. Chiếc này nó sao mất máy nè. Sao mất máy. À chiếc này lúc trước mình có quay chiếc này nè. Mét có, nhớ nhớ rồi, chiếc này nhớ rồi. Lúc trước là mình có quay đi lấy đá ở phần thân là nó thêm mấy lá be, nó nhìn nó ngầu lắm. Carre 95507 TS. Tàu đực nó phía sau nha. Đây tàu đực nó đây, 5 mét mấy bề ngang. Không có sàn phô. Không cẩu, xài xa ben thủy lực nha. Cabin 2 tầng. Tầng tóc. Có cậu thấp quá. Em này nó đẹp dữ lắm. Con cái sàn khô quá thì phải sơn cho nó mới luôn ha, nhìn nó còn vip nữa. Wow. Chiếc này hình như làm nghề thu mua, đúng rồi. Thu mua kim tàu tải đó. Nói chung là thu mua phải đi kết hợp với tàu tải mới ngon. Ai kêu gì tải đó rồi thu mua luôn. Nhiều khi mua cá phân luôn. Carre 92377 TS. Máy Hino nha. Tiếng máy Hino. Một mắng neo. Chạy như mới phê. Em này nó cũng cỡ 6m1, 6m2 nha quý vị. Bề ngang á. Cabin 2 tầng. Dàn mát nó tới 10 chân. Ga bầu sắt. Ồ, tàu tải.
của Minh Trí. Chạy giùm bếp phê, mới lấy đá xong nha. Cào hến đó. Dáng cũng đẹp quá ha. Hino, mà không biết Hino mấy nha. Hino 8 hay Hino 10 đây. Đang chạy vô nha. Ồ, ghe cầu chiếc nha quý vị. Ghe cầu chiếc. 4 mét mấy ngang nha. Bữa nay xuất hành chắc vô lấy đá đó. Hai cái ngáng của nó là ống kẽm lắp keo, dép cây, cặp inox, móng neo thì 2 móng neo. Anh ngư phủ đang soạn ba cái nước suối lên cabin nha. Ốp inox cũng nhiều lắm nha. Ồ, ghe tên là Nhật Vi. Lái đôi không có cao cho lắm. Có pin ốc nè, thấy ghê chưa? Dài 17-18 mét nha. Chạy lên đá. Wow, chạy dữ vậy ta. Lên ga mạnh vậy ta. Cái này cái nha anh em, cái tàu cái. Mẫu này cũng đời cũ rồi nha. Mũi cũng không có cao cho lắm. KR90798TS. Một máng neo. Lên. Ồ, kéo sóng kìa. Cabin 3 tầng. Ngang cỡ 6m1, 6m2 nha. Ồ, chạy. Wow. Trời ơi. Bên đó cũng có một cặp ghe đang chạy ra nha. Đó. Chiếc đực phía trước, chiếc cái phía sau nha quý vị. Cẩu 3 chân. Cabin lan can lai thái. Máy cho 38 nha. Chiếc đực máy cho 38. Chiếc này thì không biết máy gì. Ở sau này tàu đực luôn nha. Cậu chữ Y 5 mét mấy ngang. Rồi con chiếc này nó chạy dữ gì ta. Đua nè. Quốc đi anh ơi.
chiếc đực đó đó là trung cặp, trung cặp với chiếc này nè, đó, trung cặp với chiếc cái này nè, nãy chạy ra mình không hay qua mặt luôn nha, chút nữa nó qua mặt em này luôn. Còn chiếc đực này nè là trung cặp với chiếc này, trung cặp với chiếc cái này nè, chiếc cái chạy phía sau á. Chạy xài lô bả nha, gần tới rồi, qua mặt luôn. Chạy với mấy phê sướng mắt. Chiếc đực của ảnh ở đâu ta, không thấy ta. Quá mượt ha. Hơi nó chạy qua mặt cặp đó luôn á, qua mặt cái chiếc này luôn nè. Chiếc này nó cái hay đực vậy ta? À, chiếc đực nha, đực đực. Chiếc cái phía sau nha quý vị. Đợt này cũng bự nha. Cái đây, cái của nó đây. Hai chiếc đồng thanh đồng thủ, ngang ngang với nhau. Xài lô bả nha. Em này lúc trước làm tàu cái nè, 58, 59 bình an. Dài khoảng 22 mét đổ lại. Cabin 2 tầng tàu cái này. Bên kia thì xài lô thùng nha, lô thùng cuốn cáp. Open up cũng nhiều, nó đẹp. Hai miệng cầu lết để trước á, hai mảng neo. Nếu mà cưa chủ Hoàng Hải đi á, nhìn nó im hơn đó. Cái này bề ngang của nó cũng cỡ 6m61. Bộ lửa inox. Đang chứa khẩm nha, chứa đá nhiều lắm.